Ngày 29 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, 45 tuổi, để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Ông Nguyễn Khánh Hưng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư LDG, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Đây là động thái sau khi cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra vụ sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Liên quan vụ án, ngày 23 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, Trước đó, ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích khoảng 18,1 hectare. Kết luận thanh tra cũng xác định hơn 20 cá nhân, 13 tổ chức liên quan đến sai phạm tại dự án này.